Để cho các bạn xem lại record thì bạn nào xem lại record thì nhớ, bạn nào chưa vào nhóm Zalo thì nhớ vào nhóm Zalo nhá. Nhóm team 65 người, nhóm Zalo có 50 người à. Làm theo cái bảng này thì lúc mà mình muốn tính ứng thì cái y phải tại một điểm đó thì mình lại phải nhân ra. Ơi em thì tính y phẩy á, tính y phẩy thì tình hình là như này, tình hình là anh cảm giác là đấy là nếu mà đã thức để nội suy Lagrang ấy, còn đâu nội suy Newton nó còn một cái đây, nội suy Newton nó có cái F phẩy như này này, F phẩy mà trong khi đến lúc mình viết nội suy Newton là ra là đa thức PT đúng không? Này đúng không? Đây là nội suy Newton này thì đạo hàm của F phẩy, đạo hàm của F phẩy thì nó cũng Fx bằng PT. Nhưng mà biến T này nó lại theo x nên là anh đang phân vân là không biết là F phẩy x có bằng F P phẩy T không, hay là anh đang nghĩ là này P PT đạo hàm thì nó sẽ bằng T phẩy nhân với P phẩy T. Bởi vì là T nó bằng ấy mà. Đây này, từ cái chỗ này này. T bằng x trừ 3,5 trên 0,5 mà. Nên nó phải như này. Thôi để hôm nay trước cái bài này xem là nó như nào nhé. Xem kết quả nó có giống nhau không. Đây, bây giờ chữa cái đề này trước đi. À, chơi câu này trước đi. Nội suy Newton. Đây, anh làm theo cái bảng kia nhá. Đầu tiên là x trừ 1,5 đúng không? Xong rồi đến 1,5, 1,8 thì 1,5 này. Đúng không? Rồi 2,2 trừ đi 1,5. 2,4 trừ 1,5. Hai phẩy bảy trừ 1,5. Cái tiếp theo là 1,5 trừ 1,8 đúng không? Sau cái này là 300 trừ à 1,8 thì 1,5. À cứ lần lượt là đây là x 0 1 2 3 lần lượt các hệ số của nó. Hình như cái này anh sai đúng không? Cái này phải là 1,5 trừ đi 1,8 các thứ. Đây. Chưa dùng cái bảng này bao giờ. Năm trừ 1,8. 1,5 trừ 2,2. 1,5 trừ 2,4 và 1,5 trừ 2,7. Tiếp theo thế là 1,8 trừ 1,5 này. Viết 2,2 trừ 1,5 này. 2,4 trừ 1,5. 2,7 trừ 1,5. Cái này nhân tử là nhân tử của này là x trừ 1,8. Nhân tử cứ chéo 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 chéo. 1,8 trừ 2,2. 2, mấy nhỉ? 2,7. Cái này là 2,2 trừ 1,5. 2,2. Ồ, cái này là gì nhỉ? Cái này là 2,2 trừ đi 1,8 này. Cái này là x trừ 2,2. 2,2 trừ 2,7. 2,4 trừ 1,8. Là 2,4 trừ 2,7. Ôi, nếu mà cái cho 4 ấy cũng lâu nhỉ.
Đúng là Lagrange đâu thật đấy. 7 trừ 2,4. 2,7 trừ đi. À cái này là x trừ 2,7. Rồi, bắt đầu nhân theo hàng này đúng không? 1,5 chứ rồi chưa bật cái tiếng rồi. Lên chưa? Không phẩy ba nhân với không phẩy bảy nhân với không phẩy chín nhân với 1,2 nhân cái này có mấy dấu âm này, cái này có 1, 2, 3, 4 dấu âm là không phẩy bốn dấu âm là dương 0,2268 x trừ 1,5. Thứ hai là 0,3 nhân 0,4 nhân 0,6 nhân với 0,9. Có mấy dấu dương? Âm là 1, 2, 3, 3 dấu âm là âm 0 trừ 0,6, 0,648, x trừ 1,8. Cái này 0,7 nhân với 0,4 nhân với 0,2 nhân với 0,5. Cái này chắc có hai dấu âm là 0,028 x trừ 2,2. Tiếp theo 0,9 nhân với 0,6 này nhân 0,2 nhân với 0,3. Cái này có một dấu âm, một dấu âm ở đây là trừ 0,0324. Hai cái cuối cùng nhân 0,9 nhân với 0,5 nhân 0,3. Cái này thì dương hết 0,162. Hai đứa còn theo dõi không đấy? Alo. Theo theo dõi nha, anh làm sai ở đâu thì nhắc anh luôn nha. Rồi, thế xong rồi bắt đầu xóa tạm cái này đi. Rồi, bắt đầu viết luôn đa thức nội suy Lagrange. Thế nếu mà lập cái bảng này thì không phải viết đa thức, không phải viết đa thức cơ sở. Thực ra cái bảng này chính là cách viết đa thức cơ sở. Đây, bảng này là đa thức L thì bằng 5 cái x trừ 1,5 nhân với x trừ 1,8 nhân x trừ 2,2 nhân x trừ 2,4. Nhân với x trừ 2,7. Xong rồi nhân với mở ngoặc của cái to này. Là bao nhiêu? Của hệ số của x trừ 1,5 thì là 15,93. 15,93 trên 0,2268 x trừ 1,5 này. Xong rồi cộng tiếp hệ số của 1,8 là 16,17 trên trừ 0,0648 x trừ 1,8. Rồi, tương tự như thế nhá.
Tương tự như thế, cái tiếp theo của x trừ 2,2 sẽ là 16,53 trên cái này, rồi 10 17,05 trên cái này và 17,86 trên cái này. Rồi đây là câu A này, à, câu 5 này, ý 5 này. Còn chí hỏi là tính đạo hàm đúng không? Tính đạo hàm của cái này à? Ồ, đâu rồi? Để cuối kỳ đâu rồi? Có câu nào tính đạo hàm của cái này không? Nhưng mà tính đạo hàm thì anh cũng ngon. Thì anh không 18 nhé. Cái gì cơ? Em lấy câu này thì anh không 18. Mình cũng biết là anh không Đây câu 18 này, nào. ở đây đây câu 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 này đúng À, không? Ở đó. em gửi trên cửa chat. Em học bên MATLAB. Dùng đa thức vừa nhận được với bảng giá trị dạng tối giản. À, dạng tối giản thì phải viết ra rồi. Nhưng mà dạng tối giản của cái này chỉ có 4, tức là x0, x1, x2, x3 thôi thì nó nhanh hơn, chứ còn đâu anh thấy nếu mà đề mà cho những 5 cái x như này, cho 5 cái x như này mà bảo viết ra thì lâu lắm. Bởi vì là tưởng tượng là cái này là bậc 5 đúng không? Nhân với cái này nữa là còn bậc 4 đúng không? Thì đa thức Lagrange này thì nó sẽ có bậc 4 liền. Bậc 4 mà nhân từng bốn cái nhân tử với nhau thì nghe vẻ hơi lâu, lâu lắm luôn á. Chắc là viện không cho, nếu mà cho 5 cái này thì không cho tính đạo hàm đâu. Còn đâu nhỉ? Cái em gửi đâu nhỉ? Ở đây. Còn với câu này thì anh nghĩ là đúng là phải ấy rồi, phải khai triển ra rồi. Nó câu này thì nó cũng có lâu lắm đâu, bởi vì là nó sẽ là ba cái x trừ 1 nhân x trừ 3 nhân x trừ 6 này, thì nhân ba ở đấy thì chắc nó cũng nhanh thôi. Dạng tối giản. Đúng rồi em ạ, anh nghĩ là cách đấy là cách dễ làm nhất rồi. Còn đâu có một cách khác là dùng sơ đồ Hockney thì anh nghĩ không nên đâu. Bởi vì là bạn nào thạo thì còn được, chứ còn đâu không thạo thì nghe vẻ hơi căng. Nếu mà có đa thức tối giản rồi thì tính gần đúng đạo hàm thì nó đơn giản thôi, chỉ việc đạo hàm bậc bậc 3 thôi. Đạo hàm với thay số. Rồi thế nhá, câu này thế nhá. Có lấn cấn gì không? Đây còn các bạn nào mà xem lại thì dùng, nếu mà Lagrange thì dùng cái bảng này cho dễ nhá. Cho nó tiết kiệm cái thời gian mình trình bày nữa. Anh ơi, như này nó đã phải là dạng chi tắc rồi. Cái gì cơ? Cái lợi ích này anh làm ra thì đã phải là dạng chi tắc rồi. Chưa em, dạng chính tắc nó phải như này này, dạng chính tắc là nó như này à, người ta chỉ bảo tính gần đúng y bằng y 1,95 thôi nhá, thì em chỉ cần thay cái đây em sẽ ghi này, y 1,95 sẽ xấp xỉ l 1,95, xong rồi thay 1,95 vào đây, thay 1,95 vào đây này là được luôn. Còn đâu dạng chính tắc của nó là như này, dạng chính tắc là a x mũ 4, cái này là bậc 4 đúng không, cộng với b x mũ 3 cộng CX mũ 2 này, cộng DX và cộng E. Đấy, đây là dạng chính tắc này. Đây này, chẳng hạn như cái I6 này này, đưa cái này về dạng chính tắc bằng sơ đồ Hockney này.
Đây Vâng, thì một ra cái sau này hình như lần trước anh làm rồi nhưng anh bị sai. Anh bị sai xong rồi anh xem trên mạng thì là thấy một ông anh làm kiểu khác á. Nên hôm nay không không biết như nào. Đây để anh thử chữa câu à Y6 nhé. Y6 hai đứa có nhớ sơ đồ hôm nay không? Nhớ không để xem lại, ơi 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 chắc phải xem lại rồi. cứ xem lại đi anh làm theo cách của anh, nếu mà thấy chỗ nào lấn cấn thì bảo luôn nhá, bảo luôn để anh sửa nhá, bởi vì anh cũng đang hơi 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 ba chấm như này. Anh xem trên mạng là có một ông anh là ông Phan Trọng Minh thì phải, ông ý đầu tiên là ông nhân thế này, ông ý nhân hai cái này xong được một đa thức là a a to này, xong rồi ông nhân thêm với cái này kiểu 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 là gì nhỉ, nhân đa thức với đơn thức á, đấy kiểu nhân đa thức với đơn thức xong rồi nhân với cái này xong là được một cái đa thức b, xong rồi là nhân với cái cuối là c, tức là ba lần sơ đồ hôm nay á. Anh không biết cách đấy nó có khả quan không, có đấy có phải là cách hữu hiệu nhất không? Đây để anh thử lấy cách của anh nhé. Ừ, đầu tiên đa thức này thì nó sẽ có là bậc 4 đúng không? X mũ 4 này, x mũ 3 này, x mũ 2 này, x 1 này, x mũ 0. X mũ 0 là 1 đấy nhé. X mũ 0 là cái hệ số, hệ số 1 này. Lúc nào cũng đặt cái này là 1 này. 0, 0, 0, 0. Xong rồi là xong rồi tiếp theo là sao ta? Để anh một chút anh nhớ lại đi đã. À đúng rồi, đặt các hệ số của cái này là 1 1 1 1 rồi. Là cái đây là cái đường chéo đấy nhé. Tôi bỏ cái sừng cái này đi. Đây là cái đường chéo này. Rồi, xong rồi là sẽ x trừ 0. Xong rồi sẽ có từng cái một, sẽ bắt đầu dùng sơ đồ hôm nay này. Đầu tiên là có ở đây là 1,5 nhé. C bằng 1,5 ở đây này. C bằng 1,5 này. Cái này cứ ghi luôn vào trong ấy cũng được. 1,5. 1,5 nhân 1. 1,5 nhân 1 là 1,5. Và 0 trừ đi 1,5 là trừ 1,5 ở đây. Rồi đúng rồi. Xong rồi ở đây tiếp theo là C bằng 1,8. 1,8 nhân trừ 1,5. Bằng 2,7. Không trừ đi 2,7. À đây trừ 2,7. Đây là 2,7 này. Xong rồi là 1,8 nhân 1 là 1,8 và trừ 1,5 trừ đi 1,8 ra trừ 3,3. Nó sẽ chéo chéo như này. Đây anh mở ngoặc ra ở ngoài nhé. Đầu tiên là 1,5 nhân với 1 này thì nó nhân với số 1 ở dưới nhỉ. Nhân với cái số 1 ở dưới này đấy. Nhưng 1 là ra được 1,5 đúng không? Ra được 1,5 và cái số 0 này, số 0 bên cạnh. 1 trừ chéo ra, tức là anh có thể viết như này. Nhưng mà anh thấy các thầy cô hay viết chéo kiểu như này. Lần trước ở trong cái bài sơ đồ hôm nay anh cũng bảo rồi đấy, một 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 đấy, anh có thể viết chéo như này, xong rồi là à đúng không nhỉ,
À đâu 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 anh xin lỗi, đây một 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 đấy, tôi viết như này nhưng mà anh thấy nó cứ sao sao. Cũng không đúng lắm. Đợi một chút nha. Rồi tiếp theo là đây là C2,2, C bằng 2,2 này. Nhân với 2,7. Hôm nay các bạn trả vào nhiều để có gì anh còn hỏi. Trừ 5,94, không trừ đi cái 5,94 đấy là trừ 5,94. Rồi, tiếp theo 2,2 nhân với cảm giác cứ bị thiếu dòng ấy nhỉ. Hai phẩy hai nhân với trừ 3,3, 7,26 trừ đi 1,1,5 trừ đi ở đâu 2,7 này chứ, 2,7 cộng với 7,26 trừ đi trừ 7,26 là cộng với 7,26 ấy, 2,7. Đợi thì anh cứ làm xem có đúng không đã nhé, đúng thì anh mới giải thích lại cho nó hiểu, chứ còn đâu sai giải thích, đang vừa làm vừa giải thích xong rồi sai thì hơi tỏ te. Cái này là trừ 5,5 này, cái này là C bằng 2,4. Cái C bằng 2,4 cuối cùng nó có tác dụng gì ta? Cũng nhân thêm một lần nữa. Nếu mà để thử nhân thêm phát nữa nhé. 2,4 nhân với trừ 5,94. Anh thấy có vẻ hơi sai sai đấy. Trừ 14,256. Trừ 14,256 này. Xong rồi là 2,4 nhân với 9,96. Hai ba rồi trừ 5,94 trừ cái này. Trừ 29,88, 29,844. Hai phẩy bốn nhân với trừ 5,5 ô 9,96 cộng với cái này trừ đi cái này 23,16, cuối cùng là 2,4. Một là trừ đi 7,9, một đóng ngay thêm một đó. Nhân hệ số của đa thức này sẽ là x4 trừ đi 7,9 x3 cộng 23,16x bình trừ 29,844x 14,256. Rồi, cái đa thức đấy đây, không biết có đúng không nhỉ? Để thử đã nhá. X mu 4, anh thấy nó cứ sai sai kiểu gì ạ. 7,9. X mu 3. Cộng với 23,16. X mu 2. Trừ 29,844. X trừ 14,256. Rồi CNCL 1,5. Ừ, sai luôn rồi này. Ơi, sai chỗ nào ta?
bạn xem lại phần sơ đồ hôm nay đi rồi chỉ anh với. Anh cũng xem lại. Tại anh muốn là làm theo cách này cho nó nhanh, làm một lần thôi chứ không phải dùng sơ đồ hôm nay 3 lần. Chứ nếu mà cách này mà sai thì chắc phải dùng cách như ông anh ở trên YouTube. Nhưng mà anh bảo á. Alo, hai đứa có hiểu anh làm nãy giờ không? Không hiểu. Không Có à? phải nhân chia ra tích của nhau. Đợi tí. N4. Để làm lại nha. Bài này. Các bạn bài này hồi xưa thầy Tâm thầy cũng chữa một lần nên là anh nghĩ là nó cách này là cách ngon nhất. Tiền anh mua 4 này. 3 này, anh mua 2 này, x này. Anh mua 0 này. X mua 0 thì à anh hiểu máy sai đâu rồi, đầu tiên anh cứ đóng hết những cái này là một 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 đã rồi, xong rồi đầu tiên là đặt cái này là c bằng 1,5 này, c 1,5 nhân với một là bằng 1,5 đúng không, ở chỗ này sẽ có một cái không, không trừ đi 1,5 thì là trừ 1,5. Rồi tiếp theo là c bằng 1,8, 1,8 nhân với trừ 1,5 là bao nhiêu, là bằng 2,7, bằng trừ 2,7, ở chỗ này có một số 0, 0 trừ đi 2,7 đấy đây, 0 trừ đi trừ 2,7 nó là 2,7 này, 1,8 nhân 1 là 1,8, trừ 1,5 trừ đi 1,8, cứ trừ chéo như thế, trừ 3,3 này, hy vọng là đúng luôn. Xong rồi tiếp theo C bằng 2,2 đúng không, C bằng 2,2 nhân với 2,7 5,94, 5,94 là một số 0 ở ngoài này trừ đi là còn trừ 5,94 này, trừ 5,94, 2,2 nhân trừ 3,3, trừ 7,26 và lấy 2,7 chéo này trừ đi, tức là 2,7 trừ đi này 9,96. Rồi 2,2 nhân 1 là 2,2 trừ 3,3 trừ 2,2 là trừ 5,5. Rồi cái cuối cùng là C bằng 2,4. 2,4 nhân với trừ 5,94. Trừ 14,256. Số 0 ở ngoài trừ đi này là còn 14,256 này. Rồi tiếp nhân với 9,96 trừ 5,94 trừ n ôi lẻ như này cơ à, lẻ như này thì chắc là sai rồi. Tôi cứ thử làm tiếp xem đúng không, trừ 29,144 à, 844. Tiếp theo là 2,4 nhân với trừ 5,5.
96. À, 23,16. Cuối cùng 2,4 nhân 1 ở đây sẽ trừ 7,9. Có giống số không em? Ê, vẫn là số lúc nãy à? Ê, chà. Sai đâu nhỉ? 2,2 anh thử mở lại cái bài hồi xưa thấy chưa xem. À đấy đúng rồi, để anh chụp cái bài đấy lên nhé, xong rồi anh sẽ giải thích cho xem. Đây, tức là cái bài đấy đây. Bài đấy là nó yêu cầu đưa về chính tắc của một cái loằng ngoằng hơn nhiều là 1 cộng x cộng với trừ 2 phần 3 x trừ 2 cộng với các cái này. Cộng với một loạt cái này thì ý tưởng của nó thì cũng đơn giản vẫn là như vậy thôi. Ý tưởng của nó là cũng là đây, hai đứa nhìn nhá. Hai đứa nhìn này, chỗ này là trừ hệ số của nó là trừ 11 phần 120 này. Cái đống dòng bậc 4 này này, tức là tương ứng với dòng bậc 4 ở dưới cùng này này, thì nó sẽ nhân với 10 trừ 11 phần 120. Cái chỗ này là bậc 3 đúng không? X nhân x trừ 2 x trừ 3 thì sẽ tương đương với cái dòng ở trên này. Đây, dòng ở trên này không có cái C bằng 5 thì là 1 nhân trừ 5 nhân 6. Còn cái tiếp theo, à cái ở trên cũng tương ứng như thế. Đây là bậc 2 này. Còn đây là x là bậc 1 này. 1 là cái ở bậc 0 ở trên cùng này. Đấy thì cứ xong rồi là nhân với các hệ số ở ngoài cùng, thì ý tưởng anh bài này anh cũng đưa về là bốn cái như thế, xong rồi là mình các cái bậc 1 2 3 thì mình nhân với cái hệ số không hết, còn đâu cái cuối cùng thì mình nhân với hệ số là 1. Nhưng mà không hiểu sao lại ra sai ta. Đây cuối cùng là được đa thức đấy, đây là với bằng trừ 11 phần 120 x 4 nhá, cộng các thứ. Ây chà. Xem sai bước nào không nhỉ? Đây anh giải thích cho cái bảng này nhé. Đầu tiên là để 4 để 5 cái hệ số 1 này đúng không? Đầu tiên chỗ này không phải là không có gì đâu nhé. Chỗ này là C bằng 0 đấy. C bằng 0 bởi vì là nó có cái nhân từ x trừ 0 này này. X trừ 0 thì C bằng 0 này. Tại sao các cái này của nó bằng 0 hết ta? T bằng 2 không. Anh thì không hiểu tại sao cái này của nó bằng không hết nhỉ. Đây để máy móc một chút nhé. Mình sẽ bắt chước. Không, 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 không. Rồi đầu tiên là có. Ô. Nhưng mà đây là 1,5 rồi nhỉ? 1,5 thì chỗ này phải trừ 1,5 nhỉ?
Hai đứa anh vừa mới giải thích cái này thì có hiểu cái này không? Không phải là hơi hiểu không? Alo alo, không nghe anh, không nghe rõ. Hơi hơi. Hơi hơi á. Vâng, vậy. À, anh biết tại sao chỗ này bằng không hết rồi, mà bởi vì là chỗ này là C bằng không này, C bằng không nhân với một thì bằng không đúng không? Không trừ đi cái số không trừ đi không vẫn là không ở đây. Xong rồi là cái C bằng 2 ở đây lại nhân không thì nó sẽ kéo theo là tất cả cái này sau bằng không. Thì suy ra không phải là cái này bằng không hết đâu, mà là cái này lúc ấy là đúng rồi đấy. Đấy nó phải là như này ấy. Đến bước này thì vẫn đúng nhá. Bước này là cái bước cái cột thứ dòng thứ hai này này. À dòng thứ ba này, nó là x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 đấy. Nhân x trừ 1,8 này thì bằng x trừ đi 3,3 à x bình trừ 3,3 x cộng với 2,7 này. Đến dòng thứ tư nhân thêm với x trừ đi 2,2. Dòng thứ tư này cảm giác vẫn đúng. Nó là x mũ 3 này trừ đi 2,2 nhân với cái đống này là xong rồi, đây là cộng này. Cộng x bình trừ đi x bình trừ 2,2 x bình trừ 3,3 x bình là trừ 5,5 x bình. Rồi đến trừ x này 2 phải trừ 2,2 nhân với trừ 3,3 là 5,76 mấy phẩy 76 gì đấy cộng với 2,7x là 9,96 2,7 cộng với 9,96 à 2,2 nhân 2 nhân 3,3 9,96 đúng không? Ô, thế cái dòng này vẫn đúng nhá. Thế theo lý thuyết thì dòng cuối cùng này vẫn phải đúng tiếp chứ nhỉ? Thử lại nhé. Đấy là anh nhân tay đấy nhé. Mấy đứa có hiểu cái anh vừa nhân tay vừa rồi không? Bốn x cộng với 14,256 sẽ là 1,5. Ô đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, sẽ là 1,8 này đấy, nó ra vẫn ra bằng không rồi. Đúng rồi, lúc nãy nhập sai, trời ạ. À, nhập nhập sai vào máy tính hay sao á, bảo sao không ra. Rồi pha này anh giải thích kỹ lại nhá. Đùa, lúc nãy ở đây đã làm đúng rồi đấy, lúc nãy ở đây đã làm đúng rồi, thế quái nào mà lại nhập sai vào máy tính sai nên là không ra. Đây xóa hết chỗ này đi. Rồi hai đứa có hiểu chưa? Nếu mà hiểu rồi thì anh không phải giải thích lại nữa. Giải thích lại. Giải thích lại nha. Thì đây này, lúc nãy anh bảo rồi đấy, đây là cái anh sẽ giải thích kiểu như này. Đầu tiên là cái cột này là cái cột là x0 này, xong rồi cột này, đây là C 1,5 đúng không? Thì cái cột này là cột x0 thì nó không có gì x cả. Rồi tiếp theo cột này là cột cột tiếp theo, cái hàng tiếp theo nó có cái cột x1, tức là nó có cái nhân tử là x trừ 1,5 này. Đấy. Rồi tiếp theo cột tiếp theo nó sẽ là nhân tử là x trừ 1,5 nhân đây x bình này nhân với x trừ 1,8 này. Xong rồi hàng tiếp theo chứ, hàng tiếp theo x trừ 1,5 1,5 nhân với x trừ 1,8 nhân với x trừ 2,2.
Đấy, đây là cái hàng tiếp theo, đây là cái hàng thứ ba đây này. Còn đô hàng cuối cùng là bốn cá nhân với nhau. Đấy thì tức là đầu tiên anh sẽ lấy cái C bằng, bởi vì cái hàng thứ hai cái hàng thứ hai này là nó có là x trừ 1,5 đúng không? Thì anh sẽ lấy C là 1,5 này nhân với 1 ở đây. Nhân với 1 ở đây và có một cái số 0 ở ngoài trừ đi. Ở ngoài này có một cái số 0 ở ngoài này nhé. 1,5 nhân 1 bằng 1,5 này, 0 trừ đi 1,5 bằng 1,5 này. Cái này thì cứ nhân chéo thôi. Xong rồi được cái đầu tiên này. Được cái đầu tiên này chính là cái đa thức x trừ 1,5 đấy. X trừ đi 1,5 này này. Đấy. Đây chính là cái đa thức x trừ 1,5 này, bởi vì hai đứa nhìn cái hệ số trên này này, đây là x nhá. Trừ đi 1,5 nhá. Đây là x0 này. Trừ x mũ 0 trừ đi 1,5 này. Xong rồi tiếp theo là hàng thứ hai là 1,8 này. Thì C 1,8 nhân với trừ 1,5 thì bằng trừ 2,7. Trừ 2,7 thì 0 trừ đi 2, trừ 2,7 thì bằng 2,7 ở đây. 1,8 nhân 1 là trừ 3,3 thì lấy trừ 1,5 trừ đi 1,8 đấy. Thì 1,8 nhân 1 bằng 1,8 trừ 1,5 trừ đi 1,8 thì bằng trừ 3,3. Đấy, nó cứ trừ chéo từ phải qua trái như thế. Thì cái hàng thứ ba này nó chính là cái khai triển của cái nhân tử x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8. Đấy, xong rồi tiếp theo mình nhân khai triển tiếp với cái C bằng 2,2. Thực ra cái bản chất của nó chính là nhân một đơn thức với một đa thức. Đây này, kiểu đây này, đơn thức đa thức ở đây là x trừ đi 3 à x bình trừ 3,3x cộng với 2,7 nhân với đa thức nhân với đơn thức là x trừ 2,2. Đấy, còn ở cái hàng tiếp của hàng thứ tư này nó là đa thức x mũ 3 trừ 5,5x bình cộng với 9,96x trừ đi 5,94 nhân với đơn thức là x trừ 2,4. Cái chỗ này thì hai đứa xem lại cái phần số hôm nay ở trên trên team nhé. Đấy, cái chỗ này thì anh có nói rồi, cái chỗ số hôm nay này thì anh có nói rồi là nhân đơn thức với đa thức ạ. Bản chất của nó chính là nhân đa thức với đơn thức này này. Thì cứ trừ chéo như thế thôi. Và sau khi trừ xong thì hàng cuối cùng này, xong anh sẽ quay lại cái ảnh này. Đây quay lại cái ảnh này nhá. Quay lại ảnh này thì nếu mà mấy đứa mà đi thi mà gặp cái trường hợp là tất cả mọi người nhá, cứ nói với hai đứa em thành ra là đi thi thì vào cái phần nội suy Newton đó, nó sẽ có viết kiểu này đúng không? Thì nó sẽ ra được một cái đa thức Px như này, nó không chỉ có là x nhân với x trừ 2 x trừ 3 x trừ 5 nữa, mà nó bao gồm cả mấy cái bậc 3 này, bậc 2 này, bậc 1 và bậc 0 nữa. Thì mọi người chỉ cần nhân hệ số tương ứng thôi. Nhân hệ số tương ứng của cái đấy. Chẳng hạn như cái này thì là bậc 0 đúng không? Hệ số của nó là 1 này. Đây là bậc 1 này, hệ số của nó cũng là 1 thì không phải nhân này. Đây là cái hàng thứ ba là bậc 2 này, bậc 2 này nhân với hệ số là trừ 2 phần 3. Xong rồi bậc 3 nhân với hệ số là 3 phần 10, bậc 4 nhân hệ số là trừ 11 phần 20. Nhân trực tiếp vào cái số này nhé. Nhân trực tiếp vào cái 11 trừ 11 phần 120 nhân vào số 1 trừ 10, 31 trừ 30 và 0 này. Nhân thế xong rồi cộng theo hàng dọc thì nó sẽ ra được cái đa thức mình cần đưa về dạng chính tắc. Rồi chỗ này thì có hiểu không? Nói hiểu đi. Alo. Anh Hiểu biết không? cái đoạn Hai. hiểu nhỉ? Ơi. Ơi ơi. Cái đoạn mà để mà ra được cái dòng cuối cùng hay gì em chưa hiểu lắm. Dòng cuối cùng thì vẫn vậy mà em. Dòng cuối cùng là nhân cái đa thức là x mũ 3 trừ đi À, 5,5x không, bình. không, cái mà anh bảo là nhân cộng vào thằng Đây 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 đây. Tức là thế này này. Tức là em hiểu nhân cái hệ số chưa? Bình ơi, em hiểu cái nhân cái hệ số bên phải này anh ghi chưa? em hiểu rồi. Cái hiểu rồi đúng không? Thì đây này, tức là nhá, anh sẽ làm mẫu một cái nhá. Là đầu tiên là cái hệ số tự do là x mũ 0 đúng không? Hệ số tự do x mũ 0 thì chắc chắn là chỉ bằng 1 thôi đúng không? Rồi tiếp theo đến
hệ số của x, hệ số của x thì là như này. Đầu tiên là ở đây là không nhân này, 1 này. 1 cộng với trừ 2 nhân với trừ 2/3 nhân trừ 2/3. Xong rồi cộng tiếp 6 nhân với 3/10. 6 nhân với 3 chia 10. Xong rồi cộng tiếp trừ 30 nhân với trừ 11 chia 120. Đây, hệ số của x đây, 413/60x. Đấy, hệ số x cộng hết một dòng lại, nhưng mà nhớ nhân hệ số vào đây. Nhân hệ số vào cái số ở trong này rồi cộng lại. Rồi đây nhá, đến lượt x bình nhá. Đến lượt x bình thì sẽ là hai cái trên không có đúng không? Chỉ có 1 này, 1 nhân với trừ 2/3 là trừ 2/3 này. Xong rồi cộng tiếp trừ 5 nhân với 3/10 này. 3 chia 10. Xong rồi cộng tiếp 31, 31 nhân với trừ 11 phần 120. Rồi. Trừ 601 phần 120 x bình. Đấy, cứ như thế, hiểu không Bình? Em hiểu rồi. À, ok. Rồi, xong bài này nha. Xong phần này. Thực ra thì phần này anh đã lo lâu lắm rồi đấy. Nhưng mà cứ lười. Hôm làm xong rồi check kết quả thấy vẫn sai, thành ra là chưa chưa kiểm tra lại. Nên là hôm nay dành hẳn một buổi để chỉ làm cái nội suy thôi, bởi vì cái nội suy này nó dài mà. Còn đâu mấy cái khác dễ, mấy cái phần khác trong đề dễ không mà. Chỉ có mỗi cái phần nội suy này là nó dài thôi. Bắt đầu câu ý 7 người ta hỏi sử dụng sơ đồ Hockner nơi trên xây dựng đa thức nội suy Newton. Sử dụng sơ đồ Hockner nơi trên xây dựng đa thức nội suy Newton tiến. Tức là người ta bảo sử dụng cái sơ đồ Hockner này xây dựng đa thức nội suy Newton tiến. Đa thức nội suy Newton tiến xuất phát từ x0 1,5. Ý của người ta là như này à? Ý chẳng nhẽ ý của người ta là đa thức nội suy Newton tiến thì nó sẽ là này, 1 cộng với x trừ đi 1,5 cộng với x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 cộng với x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 nhân x trừ 2,2 và cộng với x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 nhân x trừ 2,2 nhân với x trừ đi 2,4. Đúng rồi, chỉ đến 2,4 thôi. Nội suy Newton tiến thì nó sẽ tiến thì lúc nào cũng phải bỏ cái nút cuối cùng. Còn đâu lùi thì từ 2,7 sẽ đến 1,8. Như này à? Như này chưa, anh nghĩ là như này chưa? Nội suy Newton. Nội suy Newton thì nó phải liên quan đến cả y nữa chứ nhỉ? Sử dụng. Ai đều có nhớ phần này không? Hay cũng này phải xem lại. Suy Newton tiến. Sử dụng sơ đồ Hockney trên sơ đồ thì đây rồi xây dựng đa thức nội suy Newton tiến thì vẫn phải tính tỉ sai phân chứ nhỉ. Bởi vì cái sơ đồ Hockney này nó không liên quan gì đến đấy cả, không liên quan gì đến đến cái tỉ sai phân cả.
Đây, anh cảm giác là như này, anh cảm giác là bài này nó sẽ làm như này. Insert. Rồi, đầu tiên phải lập cái bảng tỷ sai phân ra đã. 1,5 này. Chứ con này sao không đủ. Ở trên lớp là các thầy cô là cho bảng tỷ sai phân hay là à quên, hay cho kiểu kim tự tháp hay là cho kiểu tam giác đấy. Alo. Kiểu thì kiểu anh dạy trên tim này Kiểu kiểu gì cơ? kiểu tam giác thì nó sao bên Anh thì hay làm kiểu tam giác vuông á. Hôm trước có mấy bạn bảo là sợ không quen. 17,86. Rồi. Đấy nhá, một hai đứa để ý luôn cái mẹo tính tỷ sai phân nhanh nhá. Đầu tiên là 16,17 trừ 15,93 đúng không? Chia cho 0,3 đúng không? Rồi, cái đầu tiên sẽ 0,8. Cứ viết chéo chéo như này đúng không? Ở trên lớp là hay viết chéo chéo như này đúng không? Hay nhìn bảng có rõ. Anh sợ nó bị bé quá. Viết đầy kiểu này để đây rồi. Nhìn có rõ không? Có Để thể thấy được bấm máy tính luôn. Rồi, bạn có thì đây nhá. Ơi ơi ơi. rõ Ok, thì đây nha, tiếp theo 16,53 này. Trừ đi 16,17. Chia cho 0,4. Bằng 0,9 đúng không? Nhưng mà chỗ này đừng đừng AC đi nhá, đừng AC đi, lấy luôn 0,9 trừ 0,8. Bằng 0,1 chia cho cái này là bậc 2 đúng không? 2,2 trừ đi 1,5 là chia cho 0,7 bằng 1/7. 1/7. Rồi bắt đầu cái dưới này, 17,05. Cái này là mẹo anh rút ra được đấy, chứ tính tỷ sai phân mà cứ tính từng cái một lâu lắm, nhập kiểu phải nhập lại rất là lâu á. Cái này là 17,05 trừ 16,53 chia cho 0,2 này. Bằng 2,6. Chỗ này cũng không AC luôn mà lấy 2,6 trừ luôn 0,9. 0,9 chia cho 2,4 trừ 1,8. Cái này là phải cách một cái ra nhé. Là chia cho 0,6. Bằng 17/6. Cũng không AC mà trừ luôn 1/7. Và chia cho là 2,4 trừ 1,5. Đâu đẻ đấy nhỉ? Bạn nào chat gì? Hay là à anh đến mạng này nhá, mạng kém à. Rồi 565 phần 189. Xong rồi, đấy, đến xong cái chỗ này rồi mới AC này. 17,86 lại làm như thế. Trừ đi 17,05. Chia cho 0,3. 2,7 trừ 2,4 đấy. Bằng 2,7 này. Trừ 2,6 là bằng 0,1 này. 0,1 chia cho 2,7 trừ 2,2 là 0,5 sẽ bằng 0,2 này. 0,2 trừ đi 17,6. 17/6. Chia cho 2,7 trừ đi 1,8 là chia cho 0,9. Trừ 79 phần 27.
Rồi, cái đấy cuối cùng trừ 565 chia cho 189 và chia cho cái 2,7 trừ 1,5 là chia 1,2 bằng trừ 27 2795 phần 567 đấy nhá. Đây thì là xong cái phần bảng tỷ giá phân, tức là cái kiểu của anh ấy, thì sẽ không phải bấm lại một lần nữa, kiểu các bạn làm một lần là 17 phần 16 phần phẩy 17 trừ đi cái này chia cho cái này bằng 0,8 rồi lại 16,53 trừ đi cái này chia 0,4 viết ra 0,9, làm từng cột này rất là lâu đấy, làm từng cột rất là lâu. Cái này rút ra từ hồi thi trắc nghiệm đấy, sau khi có bảng tỷ giá phân này thì mình bắt đầu viết cái đa thức nội suy Newton tiến thôi. Nội suy Newton tiến ở đây nó sẽ là tiến ở đây nó sẽ tiến như này nhá, còn lùi thì nó sẽ như này. Rồi 15,93 nội suy Newton tiến là ký hiệu gì nhỉ, tôi ký hiệu P, P thì sẽ bằng 15,93 này, 15,93 này cộng với 0,8, 0,8 nhân x trừ 1,5 cộng 1, đây là 1 phần 7 nhé, 1 phần 7 nhân x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 cộng với 565 phần 189 nhân x trừ 1,5 x trừ 1,8 nhân x trừ 2,2 và cuối cùng là trừ đi 2,795 nhân phần 567 x trừ 1,5 này, x trừ 1,8 này, x trừ 2,2 và x trừ 2,4. Đấy, tức là đây là đa thức nội suy Newton tiến rồi. Hai đứa còn nhớ cái này không? Alo. Có đúng không? Đây nhá, đây là đa thức nội suy Newton tiến đúng không? Thì đề bài người ta hỏi, người ta bảo là sử dụng cái sơ đồ Hockney trên để xây dựng đa thức nội suy Newton tiến. Thì cái sơ đồ Hockney của mình đâu? Đây, sơ đồ Hockney đây. Thì cái đây là nhân tử x trừ 1,5 đúng không? X trừ 1,5 này. Thì ở đây là x trừ 1,5 này, 0,8 x trừ 1,5 này. Còn x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 thì nó bằng bằng là x bình trừ 3,3x cộng với 2,7 thay vào cái này. Còn cái ba cái này x trừ 1,5 nhân x trừ 1,8 nhân x trừ 2,2 thì nó chính là cái này, là bằng x mũ 3 trừ đi 5,5x bình cộng với 9,96x trừ 5,94. Nó chính là cái này và còn cái cuối cùng này thì là cái hàng cuối. Đấy, anh cảm giác là cái bài này nó sẽ thay như thế. Nó sẽ thay như thế để xong rồi sẽ rút gọn á. Còn cũng không biết là có đúng hay không nữa, bởi vì là nó người ta bảo sử dụng sơ đồ Hockney để xây dựng đa thức. Sử dụng sơ đồ này sẽ ra tiếp. Rồi 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 rồi. Tức là ở đây chỗ này đây nhá. Chỗ này hệ số tự do này. Hệ số tự do nhân với nhân hệ số tự do đầu tiên là cái này thì nhân với bao nhiêu, một này nhân với bao nhiêu, hai đứa nhìn lại vào đề, nhìn lại vào đây rồi chỉ cho anh đây nha, anh sẽ xóa cái này đi nha. Rồi, không có copy này. Rồi, chỗ này hệ số tự do một này nhân với bao nhiêu? Cái hàng đầu tiên thì nhân với bao nhiêu? Alo. Một. Nhân với bao nhiêu á?
cứ mạnh dạn lên sai thôi. Nào, mạnh dạn đi nào, anh có thể nói luôn được nhưng mà anh muốn là hai đứa thử nhớ lại cái lúc anh vừa chỉ rồi nói ra cái ý kiến. Nói ra này thì một phát nói cái là nhớ luôn, không cần phải ôn lại nữa. Sai rồi, cái đầu tiên này là Một x mũ không đúng không? Là hệ số tự do là 1 đúng không? 1 thì phải nhân là với một 15,93 đây này. Cái hàng đầu là 15,93 đây này. Anh sẽ xóa cái này. Cái hàng đầu tiên nhân với 15,93 này. Rồi, hàng thứ hai nhân với bao nhiêu? Alo. Alo, alo. 0,8. Đúng rồi, 0,8. Hàng thứ ba. Nào, hàng thứ ba nào. 1/7 à? 1/7 nhân với 1/7. Rồi, tương tự thế, hàng thứ tư sẽ là nhân với 565 phần 189. Và hàng cuối cùng là nhân với trừ 2795 phần 567. Rồi, xong rồi lại đấy, nhân vào xong rồi bắt đầu cộng cộng các cái lại thì sẽ là đa thức nội sinh Newton tiến. Rồi, anh cảm giác đây là cái hợp lý nhất so với cái cách so với cái đề người ta yêu cầu là sử dụng sơ đồ Hoang này trên để xây dựng đa thức nội sinh Newton tiến. Xuất phát từ x0 1,5. À, thế thì cái này cũng thì các em không phải viết cái dòng này đâu nhé. Cái hoàn toàn cái dòng này không phải viết đâu nhé. Đây cái này này, không phải viết đâu. Thì bởi vì là mình sau khi tính bảng vẫn phải tính bảng tỉ sai phân. Tính bảng tỉ sai phân xong rồi mình nhân vào luôn. Đây là hệ tự do này, 0,8 này, 1/7 này. Nhân vào luôn so với cái bảng này. Rồi, thì đã xong rồi. Cũng xong bài này. Tiếp đến bài thứ hai. À, hiểu chưa? Hiểu chưa? Được anh ạ. À, ok. Cố gắng đi thi không được sai cái phần này đâu nhá. Phần này nó chỉ tức là phần này đây này, hai đứa tưởng tượng là chỗ này chỉ cần bấm nhầm một cái thôi. Bấm nhầm một số thôi thì coi như là đi hết cả bài luôn. Nên là phần này phải cực kỳ cẩn thận nhé. Nó sai theo dây ạ. Có những cái như kiểu là phần các phần trước á, phần đánh giá sai số mà chẳng hạn như mình làm hết một loạt xong rồi mình tính như kiểu cái mình tính cái M2 sai đi. Mình tính cái M2 sai thì thôi thì kết quả sai số của mình ra sai nhưng mà các cái mình tính còn lại thì nó là độc lập nên vẫn đúng nhưng còn đâu cái này sai là sai theo dây luôn. Rồi, đến câu này. Tính gần đúng F2,8 và F2,8. Câu này thì đâu đầu ship hết nhỉ ba này rồi câu ba này thì người ta bảo là nội suy Newton lùi mốc cách đều. Lùi mốc cách đều thì thực ra nó vẫn như vậy thôi. Lùi mốc cách đều này, mốc cách đều thì vẫn phải viết bảng bảng ấy thôi. Đây, mốc cách đều bảng mốc cách đều thì không phải chia nhá. 1,5 này. 2 này, 2,5. 3, 3,5.
15,93, 16,17, 16,53. Ô sao cái giá trị y này sao giống cái bài trước đấy nhở? Mười sáu phẩy mười bảy trừ đi mười mười lăm phẩy chín ba, 0,24, 16,53 trừ cái này thì bằng 0,36. Anh tính nhầm, nếu mà sai thì bảo anh luôn nhé. 0,36 chứ không phải 0,12 này. 17,05 trừ đây là 0,52. Cái này là 0,16. 0,04. 0,86 là 0,81. 0,29 nhé. 0,13 và 0,09. Rồi, cái phần mốc cách đều đấy, mốc cách đều thì trừ luôn, không phải chia gì hết. Và xong rồi mình bắt đầu viết luôn, viết theo T nhá, viết theo T, nhưng mà nhớ là mốc cách đều thì nó phải cái này thì suy ra T thì bằng x trừ 3,5 trên 0,5 này. Rồi, nhớ là nó phải có cái giai thừa nhá. Đây, đây là xe lùi này. Là thức PX, à thôi lùi thì viết là Q đi. QX thì sẽ bằng 17,86 cộng với 0,81 trên một giai thừa của x trừ đi 3,5. X cộng 13,5 chứ. Đúng không nhỉ? X cộng 3,5 thì nó cái này ra không? Được. Đây một chút anh xem lại cái lùi này nhé. À, mình phải viết theo biến T ấy nhỉ? Anh quên mất, phải viết theo biến T. 0,8, cái này sẽ là 0,81 là T này. Xong rồi là cộng với 0,29. T nhân T cộng 1. 0,29 là trên 2 giai thừa này. Cộng với 0,13 trên 3 giai thừa của T nhân T cộng 1. Nhân T cộng 2. Cộng với 0,09 trên 4 giai thừa của T nhân T cộng 1. Nhân t cộng 2, nhân t cộng 3. Lúc này anh nhầm sang cái không cách đều, có đâu là viết cái mốc cách đều viết theo biến t là như này đấy. Và một lần nữa thì chắc là lại phải dùng ấy thôi, chắc là phải dùng sơ đồ Hockney thôi. Sơ đồ Hockney ở đây thì nó sẽ là như này này, t mũ 4 này, t 3 này, t 2, t 1, 0 và à không phải 0 mà là t mũ 0. Thì các hệ số C của nó lần lượt là đầu tiên là C là 0 này, C bằng trừ 1 này, C bằng trừ 2, C bằng trừ 3. Đấy sẽ có 4 cái C như thế. 4 cái C như thế và bắt đầu mình đưa về dạng chính tắc theo T thôi. Thôi làm đàng hoàng nhé. Anh định nói xong rồi để mọi người cùng làm thôi. T4 này, T3, T2, T1. Tìm không một 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 đầu tiên là T đúng không? T thì sẽ là không, không bên này. C bằng không này, C bằng không thì không nhân một bằng à thôi được rồi, thế thì 9 đi, chí đọc cho anh, chí đọc cho anh nào. Alo. Cái hệ số ấy anh. Đúng rồi. Quên lên gì cơ?
cái trong cái Anh chẳng nghe rõ cái gì hay anh lát nhỉ? alo Alo alo. anh nghe rõ không ạ? Rồi rồi rồi, ok. Cái này em quên cách tính. Quên rồi á, thế Bình nào. Alo Bình nào. Quên mà không hỏi luôn. Quên lại định xem lại à? Thế phải tốn thời gian không? Mình đọc cho anh nào, Bình có nhớ không? Alo. Em cũng không thấy ạ. Ôi trời ơi, hai ông này. Quên mà không bảo để anh nói lại, không xong rồi lại định xem lại à? Không phải ngại nhá, tức là hôm nay anh buổi này thực ra nói là dạy thì ngại quá, nên là buổi gọi là buổi thảo luận, buổi thảo luận thôi. Anh thảo luận với mọi người, nhưng mà hôm nay cũng mỗi hai đứa mày thảo luận với mọi người để tìm ra cách làm cho tối ưu thôi. Đấy nhá, đầu tiên là số hôm nay là C bằng không này. Ở đây có một cái hệ số không ẩn ở ngoài nhá. Không 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 này. Không nhân 1 bằng không này. Xong rồi không trừ đi không bằng không này. Đấy. Bằng không này, xong rồi tiếp theo, xong cái hàng thứ nhất nhá. Tiếp theo là C bằng có các đây. Có các cái đây là C bằng không đấy nhá. T này, tức là nó là t trừ không đấy, nhân tử t trừ không đấy. Tiếp theo là t cộng 1 thì c sẽ bằng trừ 1 đúng không? C bằng trừ 1. C bằng trừ 1, trừ 1 nhân 0 là 0, 0 trừ đi 0 là 0 này. Trừ 1 nhân 1 là trừ 1, và xong rồi lấy chéo ở đây, số ở đây, 0 trừ đi trừ 1 sẽ là 1. Xong rồi tiếp theo là nhân tử t cộng 2 đúng không? T cộng 2 là nhân tử c bằng trừ 2. Trừ 2 nhân 0 bằng 0 thì 0 trừ đi 0 vẫn là 0 này. Trừ 2 nhân 1 là trừ 2 đúng không? Trừ 2 ở đây thì 0 trừ đi trừ 2 sẽ là 2 này. Trừ 2 nhân 1 ở đây vẫn là trừ 2. Và ở đây là 1 trừ đi trừ 2 sẽ là 3. Đấy. Xong rồi nhân tử cuối cùng là C bằng trừ 3. Là nhân tử T cộng 3 đấy. Trừ 3 nhân 0 là 0. Ở cái số 0 ở ngoài trừ đi là 0 này. Tức là mấy đứa hiểu là chéo, trừ chéo từ phải sang đã. C bằng trừ 3 nhân với 2 là trừ 6. 0 ở đây, trừ đi trừ 6 là bằng 6. Trừ 3 nhân với 3 là trừ 9. 2 trừ đi trừ 9 là 11. Trừ 3 nhân 1 là trừ 3. 3 trừ đi trừ 3 là 6. Rồi, xong rồi. Đấy là cái sơ đồ Hockney của cái này. Xong rồi tiếp theo phải làm gì nhỉ? Rồi. Rồi, chưa rồi bị ấy à? Bị vướng à? Rồi, tiếp theo phải làm gì nhỉ? Cộng vào xong mày nhân hệ số ạ. Nhân hệ số trước, nhân hệ số trước rồi mới cộng nhé. Hệ số của cái này sẽ là nhân với 17,16 này, hệ số tự do này. Tiếp theo là của cái hàng thứ hai sẽ là của cái 0,81t này, nó sẽ là nhân với 0,81 này. Cái thứ ba này, 0,29 nhân 2 dây thừa này, nhân với 0,29 trên 2 dây thừa này, 2 dây thừa là 2 nhé. Còn cái hàng thứ ba sẽ là nhân với 0,13 trên 3 dây thừa này. 0,13 trên 6 này. Cái cuối cùng sẽ là 0,04 trên 9. 0,09 trên 4 dây thừa chứ, là 4 dây thừa bao nhiêu? 4 dây thừa 24. Đó. Xong rồi nhân vào thôi. Thì anh xóa lại cái này đi nhé. Xóa lại đi để nhân. Rồi anh bắt đầu nhân này. Hệ số tự do. Hệ số tự do chắc là 17 phần 16 đúng không? Bắt đầu nhân với cái bậc 4 trước. Bậc 4 trước qx nha. À đâu, lộn 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 lộn. Nó phải là QT, trời ạ.
biến t và lại ghi qx, nó là qt. Rồi bắt đầu nhân này, qt thì sẽ bằng 0,09 phần 24 nhân với 1 là bậc 4. Bậc 4 có đúng một cái 1 đây đúng không? Là 0,09 chia 24 mỗi nhân 3/800. 3/800 á. Cảm giác viết được nó lẻ hơn. 3/800 t mũ 4 cộng với 6 nhân với 3/800. Đây, 3/800 đây. Cộng với 1 nhân với 0,13 chia 6. 0,13 chia 6. 53/1200 t mũ 3 cộng với 11. Đây là mũ 3 này. Mũ 3 là có hai cái này, đến mũ 2 thì nó có ba cái này. 11 nhân với 3/800 cộng với 3 nhân với cái 0,13 trên 6 là 0,13 trên 2 đấy. 3 nhân với cái trên 6 này, 0,13 chia 2 cộng với 1 nhân với 0,29 chia 2 bằng 201/800. T bình. Rồi cộng tiếp đến cái phần T này. T là 6 nhân với 0 nhân 3 chia 800 này, cộng với 2 nhân với 0,3 trên 6 thì ở đây là trên 3 nhé, 0,3 trên 3 nhé, 10 nhân 2 này, 0,13 chia 3 cộng với 0,29 chia 2 nhân với 1 và cộng với 0,81 nhân 1 bằng 49/48. 49/48 t cộng với 17,86, bởi vì là có mỗi một cái này thôi. Rồi, cái này đã hiểu chưa? Hai ông đã hiểu chưa? Alo, hiểu anh ạ. Hiểu thật không? Rồi, đấy là phần ra được phần QT rồi nhá. Ra được phần QT thì viết đa thức độ suy Newton lùi một cách đều dạng chính tắc. Đây, dạng chính tắc của nó đây. Xong rồi tính gần đúng F2,8. F2,8 tức là thế nào? F2,8 đúng không? Thì người ta yêu cầu tính F chứ không phải là tính Q. 2,8 thì đưa vào đây thôi. 2,8 x bằng 2,8 thì suy ra T thì sẽ bằng 2,8 trừ 3,5 là 0,7. 0,7 chia 0,5 là 1,4. Rồi, tức là F2,8 thì sẽ bằng xấp xỉ với Q1,4. Rồi, thì sẽ bằng, xong rồi thay số 1,4 vào cái chính tắc kia thôi là sẽ được ra Q nhá. Và F2,8, chỗ này F2,8 đây, chính là chỗ này mới cần phải chú ý này. F2,8 thì sẽ xấp xỉ với T phẩy không được ghi thế. F'x thì sẽ xấp xỉ với T phẩy x nhân với Q phẩy T. Rồi, chỗ này có hiểu không? Cái đạo hàm này này. Nào, ông nào hiểu giải thích hộ tôi cái xem nào. Chỗ này này. Được hiểu hàm hợp. Đúng rồi, nó chính là hàm hợp. Đạo hàm của hàm hợp. Q phẩy T thì nó sẽ bằng đúng không nhỉ? X ở đây bằng FT, x ở đây bằng một hàm của T. Chỗ này phải là x phải T nhân với Q phải T ấy nhỉ? Hay là T phải X nhỉ?
Rồi anh viết ra đàng hoàng nhé. phẩy t nhỉ? X phẩy t đúng không? Đây, f của đạo hàm gọi như cái một cái biến đấy là x phẩy t, à, xt này thì sẽ bằng x phẩy t nhân với quy phần lần cần thế nào nhỉ? Fx thì xấp xỉ với QT rồi. Ôi, hình như anh thấy hình như mình nghĩ hơi nhiều thì phải. Nếu mà xấp xỉ như này thì khi mà đạo hàm đúng rồi em ạ, không cần phải nghĩ nhiều như này đâu, bỏ cái này đi thì f phẩy x sẽ xấp xỉ với q phẩy t thôi, bởi vì sao, bởi vì là cái f phẩy x ở đây thì x ở đây nó là 2,8 nhưng mà q t của mình chỉ được để là 1,4 thôi đấy, nên là cứ tính quy phải 1,4 bình thường và nó sẽ xấp xỉ với f phẩy 2,8. Đúng rồi đấy. Alo Alo, alo. alo sao có gì lần cần à? Được rồi. Hiểu rồi à? Thôi được rồi, cứ để cái chỗ này anh cứ xem lại nhá. Không thì hai đứa mày xem lại của anh cũng được, hai đứa mày làm kiểu bình thường rồi xem lại của anh cũng được. Cho là chắc cú. Làm một lần là nhớ một lần mà, đừng ngại làm. Rồi, cố gắng, đây chắc là hai bài điển hình của cái phần nội suy, về phần nội suy rồi, hai bài điển hình luôn á. Bởi vì nó là Lagrange và Newton, lại còn quả sơ đồ Hockney nữa. Hôm nay tìm thấy hai bài này, anh quyết định chọn luôn hai bài này. Nó bao quát hết vấn đề rồi. Rồi, thế nhá. Thì buổi hôm nay kết thúc ở đây nhá. À, anh xem một em cái này làm được đúng chưa? Cái gì cơ? Nói gì cơ? Cái bài Alo. bài em gửi lên đấy. Bài à bây giờ nó mới lên này. Làm bài Ồ, gì? Phương lập đơn à? Lập đơn chương chương 3. Cái ý một đây, để kiểm tra được cái nội dung. Cái gì cơ? Đây. Em hỏi cái gì cơ? Là em làm ý một ạ, thì anh xem là cách làm nó được À, chưa ạ. cách làm ý một đó, kiểm tra đồ điều kiện hội tụ của các lập đơn đối với hệ trên sử dụng chuẩn hàng. Cậu à. Câu này phải ấy rồi, câu này phải chuyển thành ấy rồi, cho câu này phải chuyển thành x thì bằng trừ bằng x1 thì bằng 0x1 trừ đi 0,1x2 và cộng 0,1x3 cộng 0,8. Ô ta lại 0,06 các thứ đấy. Em chia luôn cho hệ số của x1. Nhưng mà anh thấy cái này làm gì có hệ số gì đâu, cái dòng một đầu tiên làm gì có hệ số gì đâu, À cái này ví dụ khác ạ. đề Đúng khác à, rồi. Lần đề đề khác khác đấy, đề khác. Lần đề hai khác ba năm này đề khác. đấy, thì cứ chuyển luôn thôi, cứ chuyển sang thôi, anh xem cái đề này nhé, bài này nhé, bởi vì nó cũng na ná nhau mà. Đúng rồi, làm như này đúng rồi. Đây alpha bằng như này, xong rồi alpha em phải viết ra có chuẩn hàng đây. Phải viết cái đúng rồi, thế này được rồi, ok alpha vô chuẩn vô cùng thì bằng mắc của 0,08. Thôi chỗ này cái chỗ không, cái chỗ 0,08 này này, 0,08 0,08 0,03 này
thì nó cũng chả đáng bao nhiêu thời gian, thì cứ viết luôn giá trị tuyệt đối của 0,06 cộng 0,02 nhé. Viết thêm một chút nhé, bởi vì anh thấy kỳ anh học mà các thầy toàn viết hết đâu. Thôi cứ viết hết cho chắc cú, nó chả mất bao nhiêu thời gian đâu. Rồi thế được rồi. Đúng không? Phần A nó cũng chỉ như này thôi mà. Rồi, tại em cứ lấy alpha bằng hệ số trước x1, x2, x3 xong rồi tính ra nó chuẩn và lớn hơn 1 nên là coi Đây như. này, thế thì anh bảo này. Tức là có những bài bên này nó nhỏ hơn một luôn rồi đúng không? Thì là cái dạng AX bằng B rồi, cái dạng AX bằng B rồi. Đấy thì cái bài này nó khi mà cộng lại mà nó lớn hơn một này này, 1 cộng 0,1 cộng 0,1 là bằng 1,1 này này. À bằng 1,2 này, nó lớn hơn 1 rồi thì phải chuyển sang thôi. Đấy, cứ đơn giản nghĩ vậy thôi. Mình làm sao để cho nó nhỏ hơn 1 thôi. Hiểu không? Cứ làm thế nào để cho nó nhỏ hơn một, bởi vì là đề đề viện cho kiểu gì chả nó chả phải thỏa mãn điều kiện. Hồi anh thi mà nó cho chuẩn hạ à, nó cho chuẩn cột xong rồi là cứ tính chuẩn hàng xong bảo quái cái này mà nó thỏa mãn điều kiện các thứ xong rồi bảo hỏi chấm các thứ không hiểu, cuối cùng mãi mới nhận ra nó là chuẩn cột. Rồi, thế thôi. Còn gì muốn hỏi nữa không? Tại vì chưa anh, em chưa làm được nhiều lắm. Ừ, nói chung là hỏi thì hỏi hai đứa cố gắng hỏi vào trong nhóm Zalo nhé. Chứ hỏi anh cũng hơi bận một chút. Có gì thì anh sẽ cố gắng trả lời cho. Còn đâu nhóm nhóm cứ nhắn vào nhóm Zalo. Nhóm Zalo thì nhiều khi các bạn cũng chưa ôn đâu. Các bạn cũng chưa ôn nhưng mà đến khi các bạn ôn thì cùng nhau ôn thì các bạn sẽ trả lời thôi, bởi vì là một lần nhắc cũng là một lần ôn rồi mà, vừa nhắc bài là một lần ôn rồi. Cố gắng còn 2 tuần nữa, 2 tuần nữa cũng nhiều môn, tương đối môn đấy nhỉ. Ừ. Cứ rảnh thì mở ra làm các đề này thôi, đừng ngại làm nhé, bởi vì là đề nó cũng chỉ như này thôi, đề nào cũng như đề nào, cũng toàn mấy cái bài giống hệt nhau thôi, nhưng mà đừng ngại làm rồi nó mới ấy đâu. À không thì làm cái đề anh gửi ở trên team này này, đây này, làm cái đề này này xong rồi nhớ hệ số m bằng 2 nhé, xong rồi có đáp án thì anh gửi đáp án lên rồi anh check đáp án cho. Ok thì kết thúc ở đây nha. Ok. Bye bye, bye bye hai đứa. Bye.